Wow. Chà, skill của Shinobu đẹp vãi anh em. À, sau khi mà chiêu mộ xong thì mình sẽ nhận được là 100 kim cương. À, sẵn là sau cho anh em xem mấy con tướng mới là cái con Zenitsu gì đó mình không biết nữa. Chắc là Zenitsu lễ hội của anh em. À, đây bây giờ mình sẽ xem thử là cái bộ skill của con Zenitsu này nó sẽ như thế nào cho anh em. Sơn nghĩa anh em. Rồi, thì bây giờ thì sấm tiếng sét anh em à. Sét lên núi anh em à. Núi ngọn núi chính nghĩa anh em à, đó đại khái là vậy anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình là 69 Gaming, quay trở lại với the game Demon Slayer Mobile phiên bản chung nha anh em. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, mình sẽ chiêu mộ con tướng thượng viện nhất anh em à. Thượng viện nhất. Thì hiện tại thì giờ nó đang có sự kiện cho anh em chúng ta chiêu mộ rồi, và mình đã tích lũy được gọi là khá khá lần chiêu mộ anh em à. Ở đây thì mình chỉ cần chiêu mộ thêm 22 lần thôi là mình sẽ có thể chiêu mộ được thượng viện nhất nha anh em. Nhưng mà ở đây thì mình vừa mới chơi cho nên là bây giờ mình không có đủ giá, mình chắc phải đợi đợt sau anh em. Nhưng mà còn một chỗ nữa mình có thể là chiêu mộ được, đó chính là ở dưới này. Ở dưới này mình chỉ cần chiêu mộ thêm 19 lần thôi anh em à, là mình đã có thể là chiêu mộ được con thượng quyền nhất rồi. Ở đây thì mình cần phải mua 20 giá, mình thì thiếu hình chút kim cương rồi anh em à. Anh em đợi xíu mình vô đâu để mình kiếm chỗ nào có kim cương để mình nhận kim cương coi anh em. Mình cần phải có thêm khoảng 200 ngoài kim cương đó thôi là mình có thể đủ rồi. À, nhớ rồi, mình còn cái chỗ này hình như là mình không biết còn mình có nhận chưa nữa anh em à. Đó, ok, đủ không, 300 360 luôn rồi anh em à, đủ luôn anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành gacha đây anh em à. Ui, cần gì tiến hành gacha anh em à, cái này chắc chắn là mình sẽ nhận được con tướng thượng viện nhất rồi anh em, 100% rồi. Tại vì còn có 19 lần thôi, trong khi ở đây mình có tới 20 vé thôi anh em à. Đã vậy mình còn được thêm một lần chiêu mộ miễn phí nữa chứ anh em. Ồ, khá đen là mình đã không chiêu mộ được rồi anh em à. Bây giờ thì mình sẽ phải sử dụng đến cái quyền trợ giúp, đó chính là sử dụng 20 cái vé này. À, bên đây nó vừa mới ra bắt con tướng mới anh em à, con Zenitsu nha anh em, một con Zenitsu mới. Đấy, trời ơi, con thượng viện nhất anh em à. Đó, cái tỷ lệ khá là fail anh em à. Cái tỷ lệ khá là hên xui đó, thì mình chỉ có thể chiêu mộ được một lần trong đợt này thôi nha anh em, mà đợt sau nó sẽ reset lại là anh em ta có thể chiêu mộ tiếp. Bây giờ thì mình chiêu mộ xong là coi như là finish rồi anh em đó, mình sẽ phải tích lũy từ đầu và mình sẽ phải chiêu mộ lại đó. Thì mình cũng có thể là tích lũy bằng cách chiêu mộ này và sau đó nó sẽ dồn cái này, nó sẽ cộng dồn cho những cái đợt sau nữa anh em à. Ở bên đây thì nó cũng cộng dồn, hồi nãy là mình chỉ có khoảng là 6 mấy thôi anh em, mình chiêu mộ 40 lần rồi còn lại 22, thường thì này là 80 anh em à. Rồi ok, xong phí nịt. Đây bây giờ mình sẽ xem con thượng quyền nhất đây. Con sơn em bảo là chỉ cần vô trong và anh em ta sẽ list vô trong cái gọi là cái tay cầm chơi game để mà tiến hành test con tướng anh em à. Mà mình không biết cái tay cầm chơi game nằm đâu ta. Ở đây thì nó không có cái hình tay cầm chơi game nào hết để anh em ta test luôn anh em à. Tay cầm chơi game là cái nào ta? Ở đây thì mình không thấy được cái tay cầm chơi game là cái tay cầm nào anh em à. Ở bên đây thì anh em ta cũng có thể là sử dụng những cái con tướng này đưa trong đây thì nó sẽ bằng lép 5 con tướng này, thì cái mốc nào là thấp nhất thì nó sẽ bằng cái lép của con tướng đó nha anh em. Đây thì mình có nham trụ nè, rồi phong trụ nè, rồi muzan nè anh em à. Đấy, khá là nhiều tướng nhưng mà kẹt cái là không có lên sao nổi đó anh em. Hôm bữa mình chiêu mộ con canal này hình như là hơi thất bại rồi thì phải anh em. Mình đã dồn khá là nhiều kim cương vô trong canal, bây giờ nó ra khá là nhiều tướng mới luôn mà mình kẹt cái là hết sạch kim cương luôn, còn 224 kim cương à. Mình cũng vừa mới tiêu khoảng tầm bốn mấy ca kim cương vào vào cái này linh tinh này kia kiểu này. Đó, bây giờ hết sạch xanh luôn rồi. Bây giờ thì mình đã có được cái ông gọi là thượng quyền nhất nha anh em, thượng quyền nhất nha, thượng quyền nhất mình đợi ta đây. Rồi thì giờ anh em ta sẽ nhau soi đến cái skill đầu tiên gọi là cái hơi thở sấm sét nha anh em. Hình dạng của một cái tia chớp ra đòn ở cái hiệp 1 và hạ nhiệt vào hiệp 2. Anh em ta sẽ phải coi từ trên đây. Cái con này nó khá là ít các cái hiệu ứng đi kèm anh em. Cho nên là mình cũng khá là dễ dịch. Chém cột phía trước, chém trụ cột phía trước. Ủa, cái gì đó? Cột, hàng cột của anh em à, chém hàng cột chứ không phải là hàng ngang anh em, hàng cột. Đó. Gây cái sát thương tương đương với lại 120% sức tấn công cho mỗi mục tiêu và có 30% xác suất
thêm một cái lớp điện cho mục tiêu. Mỗi khi mà sử dụng kỹ năng này, Zenitsu sẽ nhận được một cái lớp trái tim hiểu biết. Mỗi lớp trái tim hiểu biết sẽ tăng số đòn đánh của kỹ năng này lên một nha anh em. Ôi trời, tăng thêm cái lực tấn công nữa anh em à. Các đòn bổ sung sẽ chống lại mỗi mục tiêu ở hàng trước bằng 40% sức tấn công. À, nó sẽ bị giảm đi anh em à, giảm sức tấn công đi nha. Nó cũng giống như mấy con khả năng là phản đòn này kia kiểu anh em. Ủa rồi, không ấy, cái skill mà gọi là liên kết anh em. Khi mà đánh ra đòn liên kết thứ hai thì nó sẽ giảm sát thương xuống chẳng hạn anh em à. Rồi đây là cái đòn sấm sét anh em à. Cái này là giảm 15% sức tấn công của người thi triển mỗi hiệp. Ủa, giảm sức tấn công của người thi triển là sao ta? Là sức tấn công của mình anh em, hay là cái người mà bị dính cái hiệu ứng này, như là giảm sức tấn công của người mà bị dính cái điện này anh em ạ. Sẽ bị giảm 15% sức tấn công nha anh em. Còn này là sát thương chí mạng sẽ tăng thêm 5% anh em ạ. Trái tim hiểu biết nè, có thể cộng dồn tới đây là 6 lần mà bây giờ tăng lên hạ thẳng 30% luôn anh em ạ. Quá là ngon anh em. Giảm sát thương anh em ạ, vậy là chủ yếu là giảm sát thương cái địch thôi. Còn cái skill thứ hai gọi là cái skill là tia sét siêu tốc độ cho anh em, tấn công 20% HP 10% và tốc độ là 10. Zenitsu sẽ hồi phục 5% giá trị giới hạn. Con này cũng có giá trị giới hạn anh em ạ. Và là cái ống năng lượng anh em. Sau mỗi hành động ở cái trạng thái siêu tốc, giá trị giới hạn hồi phục được nhân đôi và 60% xác suất cơ bản sẽ sạc. Sạc chắc là sạc bên đây quá anh em. Đây sạc anh em à. Sạc điện. Cái skill đầu tiên là tốc độ tăng lên rất nhiều, miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế luôn nha anh em. Ui, giống con Tago á anh ta, yêu Tago anh em. Có khả năng là miễn nhiễm với lại hiệu ứng khống chế đó anh em. Rồi tiếp theo sẽ hiệu ứng là sạc pin, gọi là thù lao gì đó anh em. Mỗi lớp sẽ tăng sát thương là điện mà người mặc nhận được. Sát thương điện là như là bên đây thì phải anh em. Bên skill này nè. Đó, hình như là cái sát thương điện là cái này thì phải. Ồ phải, cái chữ nó khác anh em à. Ủa, hình như là cái khác khác nó thì phải nè. Ủa, cái sát thương điện là ở đâu ta? Mừng mặc nhận được giá trị sẽ tăng 100% sức tấn công. Có thể là cộng dồn tối đa 3 lần và tồn tại trong 4 hiệp nha anh em. Ủa, cái điện này nằm đâu ta? Cái điện này thì mình không biết nó nằm ở chỗ nào, mình xem thử đi. À, mình thấy mấy cái skill này nó cũng đâu có liên quan, chắc là ở bên đây quá anh em. Ủa, để mình xem thử nha. Nó có cái đường gạch ngang ở đây, nó cũng có thêm một cái lớp điện nữa nè anh em à. Ủa, cái điện này là cái nào trời? Để xíu mình tìm hiểu thử xem sao anh em. Mình giờ mình không biết cái điện này nằm đâu nè. Wow, cái skill này nó cũng ngắn anh em, mình tưởng nó xuống dài thòng lọn tới dưới đây luôn chứ. Rồi thì bây giờ anh em ta sẽ ôm nhau dịch thử là hơi thở của sấm sét, hình bảy lửa sấm sét, khóa chặt đơn vị cái địch và sức tấn công cao nhất, thêm một cái lớp sạc, thêm một cái lớp điện vào đó và tấn công với tốc độ là ngay cả mắt ma cũng không thể mình phân biệt được anh em à. Wow, nhanh dữ anh em. Cây sát thương bằng 200% sức tấn công lên mục tiêu anh em. Nếu tốc độ của cái địch thấp hơn Zenitsu quá, sát thương kỹ năng sẽ tăng thêm 30% nữa anh em à. Sau đó tất cả đơn vị địch sẽ nhận được cái sát thương lan tương đương 20% sức tấn công với Zenitsu và 30% xác suất là cơ bản sẽ được gắn một cái lớp sạc pin. Lớp sạc pin là cái lớp nãy bên này anh em à. Bên này cũng có cái lớp sạc anh em. Cái lớp sạc chắc là mình nghĩ là cũng y chang bên kia thôi, mỗi cái lớp sẽ người mặc sẽ nhận được cái giá trị là 100% sức tấn công, cái sức tấn công của kẻ tấn công anh em. Giảm chắc là nghĩ anh em, khi mỗi lớp người mặc sẽ nhận được cái giá trị là tăng 100% sức tấn công của kẻ tấn công, có thể là cộng dồn tối đa 3 lần trong 4 hiệp. Chắc là sẽ giảm sát thương hay là sao đó anh em à. Cái dịch dịch mà mình không không hiểu gì lắm. Ôi ta, cái skill này nó dài vãi chữ hay ôi dài dữ anh em à. Đây là cái skill thứ tư của con Zenitsu nha anh em. Đòn tấn công của Zenitsu sẽ khiến đơn vị địch mang 3 lớp gọi là sạc choáng, bị choáng trong một lượt và gây sát thương sấm sét bằng 60% sức tấn công. Chắc này mà. Ủa, cái này anh em, lại là cái này nữa, sấm sét này mà, cái này gọi là sấm sét nha. Cái sấm sét này ở đâu người ta, mình không hiểu. Chắc là có lẽ là giật 60% cái sát thương sấm sét này mà bị giật điện anh em, mà chắc là mỗi lượt sẽ bị giật điện với lại bằng 60% sức tấn công của Zenitsu anh em. Mỗi khi mà hiệu ứng chống được kích hoạt lên một đơn vị cái địch, Zenitsu sẽ hồi phục là 20% giá trị giới hạn anh em. Khi mà cái giá trị giới hạn của Zenitsu đạt 100% á, hành động này sẽ gây cái hiệu ứng tương đương với lại tất cả đơn vị cái địch là 60% sát thương sấm sét
và anh ta sẽ chuyển sang cái trạng thái sấm sét xóa giá trị giới hạn của chính mình. Sử dụng xong xóa giá trị giới hạn là hợp lý rồi, đơn giản gì cũng phải ghi vô ha nè. Rồi ở trạng thái sét là Zetsu sẽ không thể đạt được cái giá trị cực cao thông qua các sét đây đây anh em ạ. Ở cái trạng thái này sẽ không thể đạt được cái giá trị cực cao nha anh em, thông qua các đòn kỹ năng của chính mình và kích hoạt một lần đòn tấn công. Điều này sẽ gây ra 60% sức tấn công của Zetsu cho đơn vị cái địch có lượng máu thấp nhất, sát thương và có 40% xác suất là làm choáng nha anh em mục tiêu trong một lượt. Đơn vị sẽ nhận được thêm là sát thương sấm sét cho mỗi sốc cú sốc và mà nó mang theo, và tối đa là ba đòn tấn công đặc biệt bổ sung sẽ được tính cho mỗi vòng nha anh em. Và đó khả năng là giật điện này phía kiểu này mà ba lần cho mỗi mỗi tour nên mà cái này là cái chóng này chóng mặt không thể di chuyển anh em. Cái thứ hai là xét là sức tấn công sẽ tăng thêm 20% gây ra sấm sét tồn tại trong 3 hiệp và không thể xua tan. Hình như là cái đoạn này mỗi lần nó sẽ giật phát là bằng 20% sức tấn công của Zetsu anh em. Cái tốc độ tăng tốc độ rất nhiều, miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế tồn tại trong 2 hiệp và không thể xua tan nha anh em. Ui con Zetsu này nó cũng ngon đó chứ anh em, có khả năng giật điện hiệu ứng này kia kiểu nữa anh em. Mà nhìn nó không đẹp lắm ha anh em. Vậy skill cuối thì chắc anh em cũng đã biết rồi. Đi HP 4% tấn công 6% tốc độ tăng 10 và cái tỷ lệ chí mạng sẽ tăng 2% nha anh em. Đó đây là sơ sơ về con tướng mới gọi là Zenitsu gì sấm sét của ngọn núi chính nghĩa anh em. Rồi cái tên dài vãi trước mà nó chỉ có mấy chữ thôi nhưng mà dịch ra là đại khái là như vậy đó anh em. Rồi ok thôi bây giờ anh em ta sẽ đi test xương xương cái con tướng mới đi anh em. Ủa chưa quýnh được em, cần phải lên lép thì mới có thể quýnh được. Bây giờ anh em ta sẽ vô trong đấu trường đi anh em. Còn cái gì đó thượng quyền nhất của mình hiện tại giờ như là chưa có đồ đạc này kia kiểu anh em, mình cố gắng mình sẽ kiếm, mình sẽ đằng sau cho em đó nha anh em. Mình kiếm đồ mình đằng sau cho em đó thôi. Em đó là một cái con tướng hệ quỷ, là lại một cái con tướng class SP anh em. Bên đây kẹt một cái là muốn lên sao khá là khó anh em. Ủa cái này là cái gì ta? À cái này mình cần phải có một con cút để mà lên sao, quên mất tiêu. Gắn đồ đạc này kia các kiểu vô cái đã nè. Đó tạm thời thì sẽ mặc đỡ vậy thôi. Ôi trời được ngay cái nón quỷ luôn anh em, ghê thiệt anh em. Ủa chưa có kích hoạt cái này hết à? 14 sao thì mới kích hoạt anh em, quên mất. Ở này là cái mấy cái coma này kia kiểu để mình xem lại có cái nào là mình sẽ thay vô không. Hình như bên con Daki này có một cái coma để kể đi cho nó xài đỡ nó đi anh em. Đây là linh thú 12 con giáp nha anh em. Bên đây được cái là nó có nhiều các tính năng, tại vì nó ra lâu rồi mình vừa mới chơi mọi được con thỏ, tại vì bên Trung Quốc rồi nó không có con mèo nha anh em. Trời ơi à đây cái máy chơi game đây anh em, anh em ta có thể là test tướng ở đây nha anh em. Bạn đã nói rồi này và mình quên để ý anh em, thì là test tướng anh em ta sẽ test ở ngay đây. Thì ra là như vậy. Wow skin cũng đẹp phết đó chứ anh em. Cái ống bên dưới gọi là cái ống màu tím tím gọi là cái giá trị giới hạn nha anh em. Trời ơi trời ơi, hai đòn luôn anh em. Wow thượng quyền nhất có vẻ như khét đó anh em. Đây là cái ống giá trị giới hạn là sau khi bị quýnh sẽ hồi phục nha anh em. Bên đây hình như là nó không có ống nộ anh em, chỉ những con tướng nào mà có cái ống giá trị giới hạn bên dưới thì mới có thôi nha anh em, còn lại là mấy con tướng kia thì sẽ không có cho. Trong cái hình ảnh này có vẻ như anh em hơi hơi xa lạ quá anh em. Anh em ta sẽ qua cái hình ảnh này đi, chắc anh em sẽ dễ nhìn hơn. Ủa gì nó không cho mình test được ta? Hình như là mình có rồi nó không cho mình test thì phải anh em. Nó bắt mình chơi luôn đi chứ test gì nữa mà test. Rồi, đại khái là như vậy anh em. Rồi bây giờ anh em ta sẽ vô đấu trường và sẽ cầm con thiên quyền nhất đi solo kiếm bạn nào cùi cùi thôi đẹp à. Mấy bạn mạnh quá vô quýnh hơn lại anh em. Mình sẽ chết rồi quên chết rồi anh em ơi, mình quên đổi tướng đấy anh em. Kệ đi, cái này mình nghĩ chắc quýnh nhanh thôi. Ôi nhanh gọn lẹ vãi chưởng. Lại anh em ta sẽ thay đổi tướng nha anh em. Mình chắc là mình chỉ cần một con shinobu thôi anh em và con thượng quyền nhất cho nó đứng phía sau đi. Đó hai con này thôi mình nghĩ là có thể là dư sức win được cái bạn này rồi anh em. Bạn này là chiến khá là bèo. Ồ, bạn nó có cả con Tanjiro quỷ luôn anh em, quỷ dương luôn. Ôi trời ơi. Ủa
Mình nghĩ là chắc là mình nên đưa con thượng quyền nhất ở đứng phía trước để cho nó ăn gọi là cái ống giá trị giới hạn của em. Rồi chết ngắt luôn rồi anh em. Con game dễ vãi nè. Mình kiếm bạn nào đó cứng cửa hơn xíu đi. Còn là cứng cứng không anh em à, cho nên là thôi quất đại bạn này đi 200k. Không biết là có win nổi không nữa nhưng mà tại quýnh luôn anh em. Ây chà. Có vẻ như hơi đau nha anh em, hơi đau nha. Nó sắc đau phết anh em à. Hồi máu. Trời ơi, ủa đòn đánh của thượng quyền nhất có khả năng hồi máu ha ta, hôm bữa mình review mà giờ mình quên mất rồi anh em à. Ai chà, ai chà, chém từ từ thôi, mấy đại ca chém ghê dữ, mấy đại ca mày á bữa trốn được nào không, không trốn được nào hết trơn anh em à. Wow, chà skill của Shinobu đẹp vãi anh em ơi. Trời ơi, trời 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 trời, ngầu như cái bồn cầu anh em à. Có khả năng liên kết luôn nha anh em. Cái này mà gắn thêm cái sắp liên kết vô nữa là có thể là ra tam kích luôn anh em à. Khả năng là sẽ ra tam tam kích luôn anh em. Cái quyển sách liên kết có khả năng là 30%, 20-30% thì đó có khả năng giúp cho mình là ra thêm một cái đòn đánh nữa anh em à. Chết rồi, Zenitsu bên kia nó quất một phát xì sụp luôn anh em. Zenitsu bên đây thì nó khá là giống với lại Zenitsu bên phiên bản Việt nha anh em. Nó khả năng là giúp cho anh em chúng ta là gọi là chón cái địch này anh em à, khiến cho cái địch bị tê liệt nữa và sẽ chịu thêm sát thương. Ok thôi rồi anh em à, hàng này không thể nào có thể là căng được nguyên team tại vì cái thượng quyền nhất mình hơi yếu quá, nhưng mà nếu mà lên sau đầy đủ ngon lành củ hành này kia kiểu chắc là sắt cái tem bên kia là như sắt bông súng gì anh em à. Ok cho anh em ta trải nghiệm sương sương về con tướng thượng quyền nhất này. Bây giờ mình sẽ đổi cái skin cho cái đội hình của mình đã anh em. Trời ơi khung avatar gì ngầu như cái bồn cầu này, kẹt cái là bên cái phiên bản chung mình không có nạp được anh em, mình không có nạp tiền được á, cho nên là mình không có được cái này. Bên phiên bản N thì cũng nạp kha khá rồi anh em à, bên phiên bản chung thì không có cách nạp anh em, không biết đường nạp á, cho nên là không có nạp được. Rồi ok thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây thôi và mình sẽ tiếp tục cày cuốc cố gắng up cái con đường quyền nhất này lên cao cao một xíu là mình thấy nó ngon lành của hành này anh em à. Hồi nãy mình có nhắc tới cái gọi cái cuốn sách liên kết đó, thì bên phiên bản này thì nó khác phiên bản Việt một xíu. Ở đây thì đây là những cái viên gân, những cái viên gân này nó trong đó nó cũng có những cái tuyệt chiêu gọi là liên kết nha anh em, nhưng mà ở đây thì mình không có ai. Đây gọi là cái liên kết anh em, mình sẽ học liên kết bằng cái cuốn sách này. Nó sẽ có 3 bậc, lớp 1, lớp 2 và lớp 3 là nó sẽ giúp cho anh em ta sẽ tăng cái tỷ lệ liên kết lên á, 20% này anh em, 30% và 40% là liên kết cái đòn đánh nó sẽ bằng 50% cái sát thương thôi nha anh em, chứ không phải là bằng 100% đâu. Ủa cái này cái gì ta? Mấy cái này giống như mấy cái viên đá gắn cho tướng thôi mà anh em. Này là 5 viên gân này anh em ta sẽ đi ở trong này. Đi trong đây không có thì mày đây đó, đi trong đây rồi anh em ta kiếm đá và gắn cho mấy con tướng thôi. Đây đi tìm mấy cái viên đá này, sau đó anh em ta nhét nó vô là được rồi, là lý chỗ đây đó. Rồi ok thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi và anh em đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game Demon Slayer Mobi phiên bản chung cho anh em xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc thôi, cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.